Ây da, ok. Đấy, mọi người thấy ok chưa? Sẽ bắt đầu đậy vào và bắt đầu nướng nha mọi người nhá. Mọi người tin tưởng rằng anh em mình sẽ thành công với cái món cá nướng gọi là cá nướng tầng này của anh em mình nhá. Mình chưa nghĩ ra cái tên là thích hợp, gọi nó là cá nướng cá Úc Thường Phi đã cho mọi người xem lại lần cuối này. Cảm ơn gạch. Trời ơi, nó ảo hết cả siêu phẩm đấy. Thấy chưa, ở dưới, tầng dưới là cá siêu cay, tầng trên là cá hay hay. Cái này cay này là thích cái văn tôn. Thôi để mình châm ngòi luôn. Siêu cay và cá siêu ngon. Nào, nồi lửa lên em. Châm ngòi nhé. Mình nghĩ là cách thức này mình nướng cũng khá là nhiều nhưng mà úp xuống dưới chứ mình chưa làm tầng bao giờ. Nên là khéo làm tầng như thế này mình nghĩ là nó sẽ ngon, tại vì nó sẽ cái hơi nóng ấy nó sẽ đốt cả dưới lẫn trên xung quanh tất tần tật đấy, thì nó sẽ chín đều hết. Mình chỉ sợ là cái con ở dưới nó chín trước nó lại cháy mà con ở trên nó chưa chín hẳn thôi, chứ còn mình nghĩ là sẽ thành công đấy. Mọi người cho một like để xem tí nữa xem cá nướng siêu của anh em mình. Em nghĩ là cái con cá trên ngon hơn, em không thích ăn cay gì đâu, nó rẻ lắm. Tí nữa mọi người cứ chờ đón anh em mình nhá. Được 30 phút rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ xem thành quả của anh em mình xem có ok không nhá. Xem thành công không? Chắc chắn chín rồi đấy anh ạ. Không. Bây giờ là thử. Cái lợi của cái này cái là mình có thể xem được là chín chưa và đấy để mình có thể nướng tiếp hoặc là cho ra luôn. Mùi thơm. Ui, mùi thơm. Bắt đầu thơm gì anh nhỉ? Chưa chín. Chưa chín à? Nó dày quá. Chưa chín. Tuyệt vời nha mọi người nhá. Con này nó hơi to, con dưới thì không thăm đâu. Ui, con dưới nhìn trông đỏ rực ra rồi. Con dưới con dưới nó ớt. Thôi được. Tiếp tục ninh nhá mọi người nhá. Quả này chắc là chín rồi mọi người ạ. Mọi người thấy cái hơi nóng của nó bốc nó phọt ra chưa? Em chỉ sợ cháy rồi anh ạ. Ấy, cái gì lông phết rồi. Ui. Thơm. Mọi người thì cứ có người thấy gì đâu mà. Ui chết cha cháy. Anh ơi, nhưng mà bây giờ lấy ra kiểu gì? Lấy nước. Đấy, để em lấy nước. Bây giờ phải giải quyết lửa đã nha mọi người nhá. Bây giờ, tại vì cái này nó quá to đấy, nhưng mình cứ cẩu được ra rồi ạ. À quên mất là lúc mình cho ra. Quên là đến lúc nướng chín là phải bây lấy ra thùng ra. Mọi ngày trước là mình sẽ làm một cái cẩu để cẩu nó ra đấy, nhưng mà quên mất. Hôm nay vội quên. Con cháy. Bao giờ mày ngu vậy đấy? Hay là để em đi nhờ sư sư giúp nha nhé. Từ từ cho nó nguội đã. Cái thùng này nó cao gần vào hoa đại ca rồi kìa. Kéo đi lại thùng nhất rồi kìa. Đây anh ạ. Một tí đây. Đựng tin này. Ôi thôi. Cái gì vậy? Nó gãy cả cây. Rơi cá chưa? Cứ nhấc lên nha. Anh thử rơi cá. Từ từ. Cái đồ rơi cá là chết rồi đấy. Đó, cái gì dưới chưa kìa. Lấy mâm ra đây đi. Anh nhấc một phát ra là phải lên tay mọi người, nó gãy cây ở dưới rồi. Đây này. Hơi Chết rồi. Lấy cái mâm nữa. Kia các kiểu nó gãy hết cả cây rồi mọi người ạ. Ui nhìn con này. Trời ơi. Thấy chưa? Nhìn nó ngon chưa? Ui chà.
Còn trên này cũng ngon này. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ, thành công rực rỡ luôn. Rực rỡ luôn. Bây giờ phải lấy nó ra kiểu gì đây? Một siêu phẩm đã ra lò. Đây. Quá đỉnh. Đây nhá. Cho mọi người xem mặt dưới của nó. Wow. Thấy chưa? Ổn chưa? Ok chưa? Mặt dưới đó, mặt dưới đấy nhá. Wow, đấy. Nào, một siêu một phẩm. Nhóc trong đây. Nào, tiếp tục siêu phẩm thứ hai nhanh lên. Siêu phẩm này là siêu phẩm siêu cay nhá mọi người nhá. Một nhóc nữa. Đây là siêu kinh điển luôn. Ui. Rồi. Đây là siêu phẩm thứ hai mang tên Zofi siêu cay. Siêu cay luôn mọi người. Đấy, bây giờ sẽ bỏ cái phần cháy cháy này đi. Cột hộp kiện đó. Nào. Đấy, cho mọi người xem mặt dưới nhá. Wow, ôi, hơi cháy một chút. Nhưng không sao nhá mọi người nhá. Hơi chỉ là hơi cháy thôi. Chỉ là hơi cháy thôi. Đó. Nào. Lên lên, thử trước. Lên chén đi anh ơi. Đây là hai siêu phẩm cá của anh em mình nhá mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy, đây là con siêu phẩm cá siêu cay nhá mọi người nhá, Zofi siêu cay. Đây, mọi người thấy ok không? Quá là đẹp rồi nhá, cá rất là tuyệt vời nhá. Nó giống kiểu con cá chỉ vàng ấy nhỉ, khổng lồ ấy. Đây là siêu phẩm Zofi nướng hành hành ớt hành. Đấy. Đấy, ngon chưa? Wow, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức. Bây giờ thưởng thức con nào trước? Con này thưởng trước thức đi. Con kia đi. Ở đây. Con này đẹp. Đây nhá, mọi người nhìn thịt nó đây. Đây là Zofi đấy, Zofi suối thế nên là thịt nó này. Wow. Cho em một miếng. Đây đây. Wow. Đây nhá. Đây, cho vào đây này. Có quận rau không? Rau này. Đấy. Mình cũng mời tất cả mọi người nhá. Mình ăn thử món Zofi siêu cay mọi người ạ. Không biết là cay lắm không? Mời tất cả mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Wow. Nướng kiểu này cá nó độ chín nó đều mà nó chín thẩm thấu, gọi là siêu kinh điển. Ngon nhỉ, thơm nhỉ. Cái con cá này ngon. Nó thơm, nó béo mọi người ạ. Ăn nó ngọt. Cay nhưng mà ngon mọi người ạ. Em thì ăn miếng không ra. Không ra. Mày ăn miếng của da. Ôi, ngon. Thịt ngon. Nó trắng như thịt gà này. Trời ơi. Cục này xúc khúc này xuống rồi. Chấm mắt nữa. Chấm mà lại lộn vọc đằng sau nhá. Mê quá cái đấy. Mấy răng này. Ui, mình vẫn thích thể loại cay này hơn mọi người ạ. À, này em thử cái món bên này nhá. Món bên này mình đầu tiên mình phải ăn vắt ở trên mũ lưng tăng trưởng. À. Chín đều không? Chín này ạ. Chín hết mọi người ạ. Này. Ý, thấy chưa? Ui, ngon chưa này? Chà. Ngon lắm. Nhưng mà con này đáng nghe ra để thêm một chút nữa nó vàng thêm tí nữa thì ngon nhỉ? Ngon hơn. Ngon lắm anh ơi. Con bên này nó ngon hơn. Ngon lử luôn. Sướng lắm. Ui chà. Không còn một cái từ gì để tả ngoài từ. Đẳng cấp luôn. Nó là con siêu cay này ngon mọi người ạ. Em ấy thích cái món này. Món này đẳng cấp hơn anh ạ. Món này thì lại phải ăn như thế này. Đây nhá. Phần da này nhá. Phần da này là phần bên trên mọi người ạ. Đây. Đây này. Thấy chưa? Wow. Ui. Đó. Ăn là phải ăn từ dưới lên trên. Ừ, thôi được. Ăn từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới được.
ở phần dưới nó chín hơn, cái độ cháy nó đấy hơn, thế nên là rất là ngon. Đó. Nhà mình đang nuôi lợn nhiều, thế nên là hơi nhiều khách mời. Ui, mọi người thông cảm nhé. Ăn cái món khủng lồ này là mình, anh em mình thích ăn bốc tay mọi người ạ. Mà anh em mình tay rửa rồi. Wow, tuyệt vời. Không còn từ gì để diễn tả. Đúng rồi, cuốn cái lá này này. Đó à, trời, ngon đấy. Trước giờ ạ, thì mình vẫn tâm đắc nhất, tất cả các món nướng đều mình tâm đắc nhất là những cái món úp nồi này, úp niêu, úp chảo, úp các thể loại. Đó. Úp ấy thì nó, cái lửa nó bao trùm ấy thì nó sẽ được chín đều này, vàng tất, tần tật mọi thứ này. Và cái thứ hai nữa là nó ngọt. Với lại hình như mình làm quen cái món này rồi sao ấy. Món úp chảo úp nồi ấy thì nó không, sẽ không xem được cái lượng đấy. Còn úp thùng phi của như anh em mình có thể mở ra xem đấy. Anh muốn thưởng thức đặc sản không? Mát à? Cái đầu mát, ăn xong gọi là quên sầu. Wow, ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Chà, ngon chưa này. Béo ơi là béo luôn, cái mang mồm nó này. Thôi, mát mát đâu? À? Lõm rồi. À, mắt đấy. Đây. Ui, gỡ được cái mắt này. Đây, anh gỡ được. Ui, trời. Mắt cá ngừ lại đâu. À, ui, trời của em. Cẩm húp luôn đây lại còn. Cái đầu cá rô phi thì rất là ngon nhá mọi người nhá. À, nói chung là cá rô phi là mình rất là thích ăn. Ngoài rán này, nướng này, thì nấu chua tất cả đều ngon hết, mà đặc biệt lại cá rô phi suối, mà cái cá người mỏng mình ấy, không phải nuôi ấy, không phải cá nuôi ấy, thì nó ăn rất là ngon, cái thịt nó rất là chặt mọi người. Nhưng mà mình vẫn kết cái món siêu cay này hơn. Nó phải cay, nó phải tê. Này đấy, này một siêu cay đây này. Em thì cứ phải ngơi đấy. Wow, tuyệt vời chưa. Wow, siêu cay nó phải thế này. Anh ăn cái vân ốc nữa chưa? Anh ăn cái vân ốc nữa chưa? Ăn bao giờ chưa? Ngon ngấy. Ngon lắm. Bữa nãy anh ơi, em xin phép phải cắt cơn anh cái vân ốc này. Wow. Anh ơi, em xin phép phải cắt cơn. À, tuyệt vời quá. Ngon nhỉ, ngon hơn. Món này mà nướng khô thêm một tí nữa thì ngon nữa. Cáo hả? Nó nhiều mà em. Cái đầu nó nhiều ốc không nè. Hút, ui, ngon lắm. Ngon, ngon. Hôm nào mà có dịp thì đấy mình sẽ làm hẳn một con dê úp thùng, úp vào nồi thùng lục châu ấy mọi người, xong rồi đốt dê mà tẩm ướp gia vị các thể loại rồi nhá, xong rồi úp vào xông khói cả con, hoặc là úp vào thùng lục châu nướng cả con ấy. Trời, chắc là mình nghĩ là không còn gì để mà tả được chữ tuyệt vời. Cái chuông con này to trong rồi, tí nữa anh em mình mang đi nướng nhỉ. Ăn nó thơm này. Có ai ăn thử xương cá nướng bao giờ chưa? Ngon lắm. Xong ăn nhai cái tủy nó. Mọi người muốn anh em mình làm món ăn theo kiểu gì nhớ comment ở bên dưới nhá. Anh em mình sẽ test thử cho mọi người xem tất cả các thể loại nấu nướng rồi kia. Riêng anh em mình ạ, nói thật là đã làm ấy, là ngon thì bảo là ngon. À, nướng cá bằng thùng ấy, là nướng cá bằng thùng chứ không phải là đấy, cho ra ngoài xong rồi nướng xong rồi đến lúc lại bỏ vào thùng. Ui, đây là cá nướng thùng phi. No. Cho làm sao? Đấy là mất dạy, lừa dối khán giả. Anh em mình á, ngon bảo là ngon, không ngon auto vứt. Thì ngon, ngon thì bảo ngon, không ngon thì cứ khen ngon để làm gì. Đây này, đúng không? Cái món mắt này mình nhớ. Chứ không giống như nhiều YouTuber khác à, mình nhìn video là mình cũng biết là gà nướng rồi thì kia tần đem ra chỗ khác nướng hoặc là thế nào đấy, nhiều lắm, mình không muốn kể. Nhưng mà riêng anh em mình nhá,
Châu anh em mình còn luộc cả con. Đó. Mặc dù là không ngon lắm nhưng mà vẫn hết. Đó. Còn những các món ăn khác mọi người cứ comment bên dưới nhá. Chốt lại hôm nay món này quá ok nhá mọi người nhá. Quá đỉnh luôn mọi người. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. À, vì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Đấy. À, nhớ ủng hộ anh em mình bằng một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nhá. Và có những ý tưởng gì về nấu ăn này, giả dụ như